Hello, xin chào các bạn. Và như cái tiêu đề thì lần này là 5 chai nước hoa mùa thu dành cho nam giới. Mình thì chưa dám chắc rằng có kịp lên video 5 chai nước hoa mùa thu dành cho nữ không. Nhưng mà tại vì kênh của mình thì nói thật là những cái video mình làm nước hoa cho nữ, hay kể cả là top những chai nước hoa dành cho nữ thì nó cũng rất là ít view. Và với cá nhân mình thì đến thời điểm hiện tại là 4 năm rồi, cái vấn đề view nó không bị quá nặng nề, nhưng mà càng ngày thì cái lượng người xem kênh của mình ở bên nền tảng YouTube này nó cũng ít đi hơn. Rồi những đặc biệt là những cái video dành cho nữ, nên cảm giác cũng có một cái gì đó nó khá là buồn. Và tự nhiên nó cũng không có cái động lực quá là nhiều nữa. Nên là thôi, tôi sẽ tập trung làm mảng nước hoa dành cho nam thôi. Còn mùa đông thì có thể là vẫn sẽ có nước hoa dành cho nữ. Và quay trở lại với cái nội dung video ngày hôm nay, thì chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu 5 mùi hương dành cho nam, ở từ cái phân khúc rẻ cho đến tầm trung. Và mình nghĩ rằng là các bạn nam có thể thử qua, đặc biệt là những bạn đang ở Hà Nội. Đặc biệt là cái mùa thu Hà Nội cũng là một cái thời điểm rất là thích thú, và nhiều người thì cũng ra Hà Nội để đi du lịch vào thời điểm này. Nên đây là những cái mùi mà các bạn có thể tham khảo, và chúng ta hãy cùng nhau xem đó là những lựa chọn nào nhá. Ở vị trí số 1, đó là một chai nước hoa cũng đã hứa từ năm ngoái nhưng mà đến năm nay mới có thể làm, đó là The Wood Collection. Ở đây là có Royal Nile. Đây là một trong những cái mùi hương, mặc dù nó đã xuất hiện ở trong cái video top, mình có qua phỏng vấn anh Phong, thì anh có làm về một cái nghề đó là đánh giày. Nhưng mà đánh giày thì rất là xịn sò, doanh thu rất là khủng khiếp. Và đây là mùi mà sau khi mình cho anh ấy thử thì anh ấy đã mua cho vợ anh ấy. Và thậm chí rằng ở đây còn có một lựa chọn nữa mà anh Phong cũng sử dụng rất là lâu. Từ anh bảo là anh dùng 5-7 năm nay đều dùng mùi đấy. Tí nữa mình sẽ nói về mùi hương đó. Thì Royal Nile là một trong những cái tông mùi da thuộc. Và mình có nói rằng so nó với Glow của Royal Nile là trang bột trắng trước đây đã review mùa đông ấy, thì nó có cái xu hướng nam tính hơn rất là nhiều, và hứa hẹn với các bạn rằng sẽ làm video. Thì cái mùi hương của Royal Nile này thì các bạn mới xịt ra thì nó lên một cái bay mùi da thuộc và một cái nét ngọt rất rõ rệt, và nó làm cho các bạn nghĩ tới những cái chai nước hoa hay là những cái hình ảnh mà người ta quảng cáo của những cái dòng sản phẩm mà theo hơi hướng kiểu phương Đông, kiểu Ấn Độ nghìn lẻ một đêm ấy. Thì cái mùi hương này đúng như vậy. Các bạn cũng có thể thấy chai nước hoa này nó có một cái nét tương đồng với chai Ombre Leather của nhà Tom Ford này, hoặc là đây cũng là chai nước hoa mà được nhiều người so sánh với chai nước hoa Ombre Nomade. Nhưng mà với cái mùi hương này, khi các bạn vừa mới xịt ra, ngoài cái bay mùi da thuộc nó như là những cái áo da mới, thì các bạn sẽ nhận thấy một cái nét chua chua của út trầm hương trong ngoài xuất hiện. Nó là mình nghĩ tới những cái áo da nhưng mà các bạn vừa mới mua xong, các bạn treo trong những cái tủ gỗ lâu năm, đặc biệt là những cái tủ gỗ có những cái mùi thơm nhẹ nhàng, mà gỗ mà kiểu xịn sò chứ không phải gỗ công nghiệp nhá. Và khi mà để trong đấy thì hai cái mùi hương nó hòa trộn với nhau, và mỗi lần các bạn mang cái áo da thì, hoặc là những cái ngày mà trời đổi gió thì các bạn mang ra, thì các bạn sẽ thấy rằng là mùi hương ngoài cái mùi áo da mới ra, nó còn có một cái nét hơi chua chua, kiểu thơm nhẹ nhẹ ngọt ngọt của trầm nữa đó. Và cái mùi hương này ấy, thì nếu như bạn hỏi mình là nó có giống với Ombre Nomade của nhà LV hay không, thì mình nói rằng đây là một cái phiên bản hiền lành hơn, dễ ngửi hơn rất là nhiều. Nhiều người thì hỏi mình là anh đã ngửi Ombre Nomade chưa, thì cái lần gần nhất mà mình thử qua sản phẩm đó thì đó là một cái ngày ngồi với anh Sáng. Và Ombre Nomade thực sự thì cái nét út của nó, ngoài cái nét chua ra, nó còn hôi hôi thum thủm rất là rõ rệt. Và cái nét hôi hôi thung thủng đó nó kéo dài rất lâu. Cái bay da thuộc nó chỉ ở phía sau thôi, nhưng mà với Royal Nile thì các bạn sẽ thấy rằng là da thuộc làm rất nịnh mũi. Mình nghĩ rằng nếu như bạn thích Tom Ford Ombre Leather thì khả năng là các bạn sẽ thích mùi hương này. Ở đoạn cuối khi mà dry down thì mùi hương được làm mềm mại hơn, nó lên hoa hồng cùng với da thuộc, nó tạo một cái cảm giác
những người chàng trai kiểu bóng bẩy chỉn chu. Và nếu như bạn đang có cái xu hướng là mùa đông, cuối thu lần này bạn đang tính mặc những cái chiếc quần jean hoặc là những cái chiếc quần nó theo cái hơi hướng chất vải dày nỉ, quần vải, rồi các bạn khoác những cái áo polo hoặc là những cái áo kiểu bomber, rồi những cái áo da mỏng để có đối phó với những cái thời tiết chuyển se se lạnh, thì Royal Night là một trong những lựa chọn cực kỳ ok. Mùa hương này mình cũng đánh giá rằng nó trẻ trung hơn so với những cái sản phẩm Tom Ford hay là LV rất là nhiều, và bám tỏa thì cũng rất là khủng. Thế nên là mình vote cho những bạn nam nào đang tính tìm một cái mùi hương vào mùa thu đi hẹn hò. Mùa thu Hà Nội mà hẹn hò trong cái điều đi ăn nguồn nướng thì thôi phải gọi là tuyệt vời luôn, hoặc là kể cả đi chơi ở trong những cái không gian hẹp thì Royal Night được gây ấn tượng cực kỳ tốt. Mùi này thì có lẽ rằng là tôi nghĩ cũng có khá là nhiều bạn có rồi, vì năm ngoái nó cũng khá là nổi và độ bám tỏa thì cực kỳ tốt nhá. Vì thế đây là một cái mùi mình nghĩ là phù hợp để đi hẹn hò, đi chơi vào mùa đông. À không, mùa thu, cuối thu là hợp lý nhất. Đông thì cũng có thể xài được, nhưng mà với những ngày quá lạnh thì cảm giác con này nó vẫn chưa đủ đô. Và tầm đấy thì có nhiều lựa chọn khác hơn. Tiếp tới thì chúng ta sẽ đến với lựa chọn ở vị trí số 2. Đó là một sản phẩm của nhà Maison Martin. Đó là Lord Inchelation Translation. Đây, chai nước hoa này. Và đây là một chai mà mình đánh giá rằng sau Natural Insulin thì đây là một cái mùi hương đáng mua đứng thứ hai. Đó, Bomb Bomb Arashino Umi thì cũng đã làm review rồi, nhưng mà chai nước hoa này thì ngay cả bạn Ngọc đợt vừa rồi, bạn ấy cũng mượn chính chai nước hoa này của mình về để làm video review. Và mùi hương này là một cái mùi hương mình đánh giá cực kỳ thú vị, tại vì ở tầm tiền của nó, mình đã ngửi qua khá là nhiều mùi hương, nhưng mà thực sự tìm được cái nét tương đồng ở chai nước hoa này nó không nhiều, đặc biệt là một sản phẩm loanh quanh tầm giá 2 củ khoai. Thì cái mùi hương Lord Inchelation này thì nó được lấy cảm hứng từ cái thời điểm mà bắt đầu có lệnh phong tỏa, có nghĩa là chưa phong tỏa, Natural Insulin là cái quá trình mà trong cái thời điểm phong tỏa, đây là thời điểm bắt đầu khi mà chúng ta nghe lệnh, thì Maison Martin muốn tạo nên một cái sự kiểu lạc lối, có nghĩa là trong cái thời điểm mà con người đang hoạt động theo một cái vòng lặp liên tục, đi làm xong rồi gặp gỡ đồng nghiệp, đi ăn đi chơi các kiểu, nhưng mà sau khi mà Covid nó xuất hiện và các đất nước nó thực hiện cái lệnh phong tỏa thì con người bị lạc lối, nghĩa là người ta sẽ không biết phải làm gì. Và cái tên Lost in Translation này nó cũng là tên của một bộ phim có diễn viên Scarlett Johansson đóng, một diễn viên mà mình cũng khá là thích, cậu nhiều gì tôi chứ. Đó, thì cái mùi hương này nó cũng tạo nên một cái sự cực kỳ thú vị. Và có rất nhiều người hỏi mình: anh đã ngửi chai nước hoa này chưa? Thì tôi trả lời rằng anh ngửi rồi, nhưng mà thực sự anh không biết dùng từ ngữ như thế nào để mô tả nó. Và có lẽ nó cũng sẽ đúng một phần nào đó theo cái tên này, nghĩa là tôi cũng kiểu lạc lối trong cái từ ngữ, tôi không biết miêu tả như thế nào. Và sau một cái thời gian rất dài thử em nó thì hôm nay đã có thể chia sẻ một phần nào đó để cho các bạn dễ hình dung về em này. Thì cái mùi hương này khi các bạn xịt ra thì nó sẽ có một cái phần mùi gỗ ngọt, cảm giác nó như kiểu là mùi những cái nhựa gỗ nó đang được hơ nóng, nó bốc lên thơm, cái nét của gỗ ngọt ngào xuất hiện. Nhưng ở đây nó còn có một cái cảm giác, đó là khi mà mình mặc Lord Inchelation ấy của Maison Martin ấy, thì có một cái đó chính là cái cảm giác như kiểu là mình đang ngồi ở trong một cái phòng xông hơi ấy. Cái cảm giác nước nó cứ bốc hơi lên, nó cứ hầm hập, nó làm cho mình có cảm giác kiểu dạo dực ấy. Và nó kiểu làm mình kiểu bồn chồn, mình kiểu không thể nào ngồi yên được. Thì ở trong này nó có một cái nốt hương, đó chính là water, người ta hay gọi là kiểu nốt hương nước. Thì ở đây nó được xử lý một cách khá là hay ho, và mình cũng thấy giống với cái hình ảnh ở đây, đó là một cái mái tóc bốc lửa, thiên thạch rơi xuống. Thì nó như kiểu là cái mùi mà các bạn đun nước sôi và xong rồi các bạn dí mặt vào trong đó ấy. Thì cái cảm giác nó kiểu hừng hực, nó làm cho mình kiểu bồn chồn xuất hiện ở chai nước hoa này. Đấy là một cái điều cực kỳ hay. Và khi dry down của mùi hương này thì cái nét hơi nước nó ở cái dạng hơi này thì nó sẽ bay đi. Và các bạn sẽ nhận thấy một cái điều
đó chính là cái bay mùi ngọt của gỗ nó được đẩy lên, nó làm cho cái mùi hương trở nên rắn chắc hơn. Và nếu như bạn chưa biết thì có một cái điều đó là mình đã thử qua khá là nhiều sáng tạo của Việt Nam cũng như là của Thái Lan, thì mình thấy rằng là những cái mùi hương nó chỉ xuất hiện ở khoảng đầu khá là hay, nhưng mà về phần thân mùi, cái sự rắn chắc, cái sự liên kết với phần top note gần như là nó không có, và cảm giác là mùi hương nó bị gãy. Nhưng mà với Lost in Translation này thì mặc dù cái top note nó đã làm cái sự đối nghịch, nhưng mà về sau khi mà cái hơi hướng phát triển gỗ ngọt đẩy lên mạnh hơn thì mình cảm giác là mùi hương nó có phần chắc chắn hơn, đầm hơn, và cái bay mùi gỗ nó xuất hiện nó cũng làm cho chúng ta có cảm giác rằng kiểu một thời gian khi mà cơ thể con người bắt đầu thích nghi với mọi thứ, hay là kể cả thói quen chúng ta thay đổi và một thời gian chúng ta thích nghi, thì chúng ta cũng thấy rằng là mọi thứ nó ổn định hơn. Thì cái mùi hương này ở cái khoảng dry down ấy, nó lên một cái bay mùi gỗ ngọt chắc nịch và khá là nam tính. Và mùi hương này thì cá nhân mình thấy rằng là nó sẽ phù hợp dành cho những bạn nam. Và những bạn nam ở đây thì sẽ có một cái xu hướng là hướng vào trong nhiều hơn, hướng nội đó, và thu mình ít nói này. Và cái mùi hương này thì tôi nghĩ rằng là mặc vào những ngày trời bắt đầu chuyển tiết từ hè sang thu, sau những cái ngày cơn mưa rào, thì các bạn mặc em nó ra đường đi chơi nó cũng rất là tốt và cực kỳ thú vị. Đây là một trong những cái mùi hương mà mình đánh giá rằng là lâu lắm rồi mới có thể ngửi thấy một cái mùi hương thú vị như vậy, và nó xứng đáng với cái mark đó là nước hoa nít của Maison Martin. Đó, mấy sản phẩm Noumi bong bong mà tôi không đánh giá cao lắm, nhưng mà với sản phẩm này thì tôi đảm bảo với các bạn rằng các bạn sẽ không đụng hàng với bất kỳ sản phẩm nào đang phổ biến ở trên thị trường, đó là Lost in Translation. Còn một chút về độ bám tỏa thì con này nó lưu trên da mình tầm 7 tiếng và cái độ tỏa hương thì nó tốt trong khoảng tầm 2 tiếng đầu, nhưng mà khi mà về sau thì các bạn cần phải gần gũi nhau hơn thì mới có thể ngửi thấy. Em này thì mình nghĩ là không có một cái phong cách cụ thể nào cả, chỉ đơn giản là bạn đang tìm một cái mùi hương nó đồng điệu với bản thân thì bạn có thể thử qua em nó. Một trong những sản phẩm mình khá là vote cho mùa thu năm nay đó là Lost in Translation của Maison Martin. Tranh thủ đang là một trong những cái mùi hương thu mình, đang là một trong những mùi hương buồn. Các bạn thấy tay tôi cầm gì không? Để tôi lau cái lớp bụi ấy đi ạ. Đấy, Uncle Noah của nhà Lalique. Và nhắc tới những cái ngày mà trời chuyển tiết hay đơn giản là trời mưa, nó xua tan đi tất cả những cái nắng nóng, thì chúng ta không thể nào bỏ qua vetiver. Sau khi mà mình làm video về con Tempo của nhà Diptyque thì có nhiều người nói rằng là một cái combo nhạc Mr. Siro thất tình cùng với xịt Uncle Noah trời mưa thì dù bạn có mạnh mẽ đến đâu thì chắc chắn rằng bạn cũng sẽ đổ gục. Mùi hương của Lalique Uncle Noah thì đã có một cái video review tâm sự chia sẻ khá là dài. Đặc biệt là bên cạnh đó thì còn có những cái comment ở phía dưới của rất nhiều người yêu mùi hương này, có những câu chuyện đi kèm và những người đã bình luận mà mình nghĩ rằng là người ta, nếu như mà cái phần bình luận nó có thể kéo dài chữ hơn nữa thì họ cũng có thể chia sẻ một cái câu chuyện dài như một cuốn tiểu thuyết vậy. Nên là mùa thu thì chắc chắn không thể nào bỏ qua Uncle Noah của nhà Lalique, một trong những cái mùi hương mà nếu như bạn có nhu cầu trúng Việt Lót mà tìm một cho mình một cái nỗi buồn để cho là tôi đã lấy hết sự may mắn, tôi quá vui rồi và bây giờ tôi phải làm giảm cái mood của tôi xuống để tôi về tôi thành thật với vợ tôi rằng là anh không trúng đâu, nhưng mà thực chất thì tài khoản đã nổ tầm 300 tỷ, thì bạn có thể xịt em này Uncle Noah của nhà Lalique. Còn cụ thể những cái phiên bản nào thì các bạn có thể xem lại video. Một cái nhanh cho các bạn đó là Sport thì sẽ dành cho người mới có phần trẻ trung hơn, hoặc là vào những ngày trời nắng nóng. Còn đối với Uncle Noah phiên bản gốc thì mình nghĩ rằng là nó là một cái phiên bản bắt đầu cho mọi người tìm hiểu về vetiver tối, và người ta hay gọi đây là mùi của mực, nhưng mà mình thấy rằng là đây là mùi của đất, mùi của sự u ám, mùi của nỗi buồn gửi đi dần đi cho quen đấy. Còn đối với phiên bản Extreme thì là một cái phiên bản mà mình cảm giác là nó có phần hơi ngọt hơn, thì đều đã video chia sẻ ở đây thì các bạn có thể ấn vào đây nhá. Một trong những lựa chọn mùa thu không thể bỏ qua Uncle Noah của nhà Lalique. Cái tên ở vị trí tiếp theo ở một cái mệnh giá cao hơn những sản phẩm còn lại, và đây cũng là sản phẩm anh Phong sử dụng trong thời gian 5 đến 7 năm gần như anh không hề thay đổi, đó là Terre d'Hermes nhưng là phiên bản parfum. Đây. Đó.
Chai này thì hình như là chai 75ml đúng không nhỉ? Tôi cũng không nhớ chai này là chai bao nhiêu ml. 75 hình như đúng rồi. Chai parfum này chỉ có size 75ml thôi. Và thực sự thì với cá nhân mình, nếu như bạn hỏi rằng cái phiên bản này so với cái phiên bản gốc của nó thì phiên bản nào đáng mua hơn, thì mình nghĩ rằng là với những bạn nam nào có một cái sự trẻ trung và bạn muốn thể hiện, muốn thu hút cái sự chú ý từ những người khác bởi cái sự nam tính của bạn, thì cái phiên bản gốc vẫn là một cái phiên bản đáng mua. Phiên bản này là một cái phiên bản mình đánh giá an toàn hơn. Nhưng mà nếu như bạn đã ở một cái độ tuổi tầm 25 cho đến 27 tuổi, bạn muốn một cái gì đó nó trầm tính hơn, nó chững chạc hơn về độ tuổi, thì đây là một cái bước tiến dành cho bạn mà bạn có thể thử qua. Ở cái phiên bản Terre Parfum này thì gần như rằng cái nét tiêu nồng sắc và xuất hiện một cách kiểu thu hút đập vào mũi nó sẽ gần như không còn. Ở đây sẽ chủ yếu là mùi của cam ngọt cùng với cái mùi vỏ của những cái quả cam, những cái tinh dầu bắn ra ấy, nó vẫn có cái sự hơi the the thôi. Nhưng mà so với phiên bản EDT thì Parfum nó là một cái phiên bản làm rõ rệt hơn những nốt hương. Và đặc biệt rằng là bạn cũng sẽ thấy được cái sự chuyển biến. Và thậm chí rằng với những người mới, bạn hoàn toàn có thể nhận biết được từng nốt hương ở trong này. Nốt hương chính nữa nhá, thế mình không nói những cái nốt hương phụ. Thì em này lên một cái bay mùi cam ngọt, và cảm giác rằng nó không phải là mùi nước cam mà nó là mùi tinh dầu. Các bạn sẽ thấy một cái lớp dầu phủ ở trên da, và khi các bạn ngửi thì các bạn cũng sẽ thấy rằng là mùi hương nó đặc hơn rất nhiều so với cái phiên bản gốc đó. Và khi mà dry down thì vetiver nó tạo lên cái nét đắng và khiến cho mùi hương khô hơn. Nhưng mà với cá nhân mình thì thực sự phiên bản parfum này là một cái phiên bản có xu hướng an toàn nhưng mà lại thu hút hơn rất nhiều, mọi thứ sắc nét hơn chứ không là những cái mùi không theo cái hơi hướng kiểu EDT là kiểu tỏa để thu hút bởi cái sự nam tính. Còn đây là những kiểu những cái người đàn ông kiểu sau một cái thời gian va vấp bị đời vả cho bao nhiêu phát rồi, thì anh ta biết rằng là anh ta vẫn là một người đàn ông rất nam tính, nhưng mà anh ta cần phải giữ lại những thứ cần thiết. Còn những cái sự thu hút, những cái mối quan hệ kiểu không cần thiết thì anh ta sẽ gạt bớt bỏ đi. Thì với phiên bản parfum này thì cái sự chuyển biến nó sẽ rõ rệt hơn. Và các bạn sẽ chỉ thấy loanh quanh hai nốt hương chính, đó là một cái mùi cam ngọt theo hơi hướng đặc tinh dầu sệt. Còn ở dry down là mùi vetiver cỏ khô đắng xuất hiện rất đơn giản nhưng mà rất chỉn chu và lịch lãm. Đây là một cái mùi hương mà ông nào cứ nhận là tôi nam tính hay là kiểu ăn mặc sartorial thôi thì các bạn cũng có thể hoàn toàn mặc mùi hương này. Siêu nam tính luôn. Đây là đại diện, đây là hình ảnh của sự nam tính. Hiệu năng của em nó thì cũng không kém gì so với phiên bản EDT về cái độ tỏa hương. Lưu hương thì nó còn thậm chí rằng là tốt hơn. Mình đảm bảo các bạn mùi hương này 8 tiếng đồng hồ là thừa sức. Và thiết kế thì cũng rất là đẹp nha. Đẹp à. Nắp thì cũng rất là MS. Và ở tầng dưới thì là chữ H đặc trưng. Và cái tên ở vị trí cuối cùng đó là một sản phẩm mà mình nghĩ rằng có lẽ mình lên thì các bạn cũng sẽ chửi mình, vì bây giờ sản phẩm này nó đã không còn sản xuất nữa. Hình như là năm 2022 là sản phẩm này đã ngừng sản xuất. Creed Royal Mayfair. Đây là mùi hương có lẽ nó không được biết tới quá nhiều như là Aventus, như là những cái mùi như Silver Mountain Water, hay về sau này thì thường thường là Aventus For Her rồi Green Irish Street. Nhưng mà Royal Mayfair là một trong những cái mùi hương mà bạn nào có cái hơi hướng kiểu thanh tao, nhã nhặn, nhẹ nhàng thì chắc chắn các bạn sẽ rất thích mùi hương này. Mùi hương này thì trước đây nó được ra mắt với cái tên đó là Windsor. Thì em nó được ra mắt để kỷ niệm tặng cho vua Edward đời thứ 8 của Anh Quốc. Và đến năm 2005 thì hình như nó bị ngừng sản xuất.
Và sau đó thì nó được sản xuất lại với cái tên đó là Royal Mayfair. Và mùi hương này thì đến năm 2022 thì nó đã bị ngừng sản xuất rồi. Nhưng mà bây giờ sản phẩm này thì nó tìm mua hơi khó nữa. Và chai này của mình cũng là một cái chai nó cũng khá là lâu đời rồi, từ năm 2016 cơ. Mùi hương này thì rất là phù hợp vào mùa thu. Nếu như bạn mặc những cái quần linen, quần kiểu vải nhá, và những cái bộ blazer, áo suit kiểu linen may bằng chất vải mát ấy, nó vừa có một cái sự năng động, vừa có một cái sự điều hòa không khí, và nó vẫn giữ được cái nét lịch sự, cái nét kiểu sang trọng, thì đây là mùi hương như thế. Em này thì các bạn có thể dễ dàng xịt ra như này, vòi rất là to. Ôi, khi các bạn xịt cái mùi hương này ra ấy, thì tôi nghĩ là các bạn đâu tại sao không thích mà tôi lại bảo review? Tại vì mùi hương này nó cần thời gian khá nhiều. Nó cần một cái khoảng thời gian để chạy đà. Thì khi các bạn xịt ra, các bạn nhận thấy một cái nó như kiểu là những cái lớp dầu bạch đàn ấy. Hoặc là kiểu em mình thì có review rằng là đây là mùi của cái vòng hoa nguyệt quế ở chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia. Nhưng mà khi mà mình ngửi thì nó giống như kiểu là mùi mà ngoài cái mùi xanh ra nhá, thì các bạn sẽ nhận thấy nó như kiểu là những cái lá tre, lá trúc ấy, mà các bạn dùng tay các bạn tuốt ấy, nó sẽ chảy ra một cái lớp nhựa, một lớp dầu ấy. Thì cái mùi hương này ban đầu nó khá là kỳ kỳ, nó cứ thế nào ấy. Nhưng mà sau khoảng tầm 15 đến 20 phút thôi thì các bạn nhận thấy rằng là cái nét kiểu nhựa nhựa đấy nó sẽ biến đi vào một cái mùi xanh cùng với cái nét của cây, các loại cây xuất hiện. Thực sự thì mình không thấy mùi hoa ở trong này quá là nhiều. Nhiều người nói là xuất hiện hoa hồng ở trong này, nhưng mà với cái mùi hương xanh này thì mình có cảm giác rằng là nó sẽ chỉ đơn thuần là tất cả những cái loại lá người ta trộn vào với nhau, người ta cho một xíu ngọt của gỗ vào và người ta mix lại và người ta dầm ra và người ta cho ra chai nước hoa này. Rất là dễ hình dung. Và thực sự thì khi mà mình mặc cái mùi hương này, mình nghĩ tới một cái khu vườn mê cung. Mình sẽ vào editor để cái hình ảnh. Nếu như bạn nào xem những cái bộ phim Anh Quốc hoặc là những cái bộ phim liên quan đến Đà Lạt ấy, thì người ta xây những cái khu mê cung bằng những cái rặng cây xanh đó, và để những cái cây đấy leo lên trên. Thì cái mùi hương này nó như kiểu là một cái buổi sáng sớm các bạn ra, các bạn ngập vào, các bạn kiểu đi sâu vào cái khu vườn đấy. Tất cả mùi xanh lẫn lộn với nhau nó sẽ ập vào mũi. Nhưng mà bằng cái cách blend mùi cực kỳ hay ho của Quýt, thì đây thực sự là một trong mùi hương mà tạo nên một cái sự trang nhã, một cái sự thanh tao và nhẹ nhàng. Uầy, tôi thề nếu như mà chai nước hoa này nó không đít thì chắc chắn tôi cũng sẽ phải mua nó về. Mình thì ngửi qua em này một cái thời gian khá lâu rồi, nhưng mà khi mà cầm đến bản 16 này, đây không phải bản của mình đi mượn, nhưng mà mình cũng chưa thấy nó đòi, nên là mình cứ giữ lấy mình xịt thôi. Thì tôi nghĩ rằng là các bạn sẽ phải mê mệt bởi mùi hương này. Bỏ đi cái top note của nó thì mọi thứ nó tuyệt vời. Em nó thì lưu ở trên da đâu đó khoảng tầm 6 tiếng thôi, không phải là một cái lựa chọn tốt cho cái mức giá mà các bạn bỏ ra. Còn cái độ tỏa đấy nó cũng chỉ tầm khá là nhẹ nhàng, tầm nửa cánh tay quay đầu. Nhưng mà thử nghĩ một ngày xem, các bạn đi biển hoặc là các bạn đi lên spa hoặc là lên Đà Lạt ấy, với những ngày trời mát mẻ mà các bạn mặc những cái bộ kiểu linen hay là vải đũi, các bạn xịt mùi hương này, cảm giác tự nhiên nó cũng sang cái thần hồn lên ấy. Một trong những mùi hương mà mình nghĩ rằng là mình ít khi dùng từ sang. Chắc là cái kênh này làm tầm gần 400 video, nhưng mà nói sang chắc là những cái mùi hương tôi nói sang tầm trên đầu ngón tay thôi. Nhưng mà đây thực sự là một trong những cái mùi hương như vậy. Siêu ngon. Uầy, mê cực. Nếu mà có dịp đi trải nghiệm ở đâu mà thấy Royal Mayfair, làm ơn hãy thử mặc nó lên người và quay lại cái video này, feedback lại cho mọi người cùng biết. Một trong những mùi hương elegant, sang vãi hàng. Ông nào dùng rồi thì feedback lại cho mọi người cùng biết nhé. Về phần giá thành thì mình sẽ không cập nhật chính thức cụ thể nó là bao nhiêu tiền. Royal Night có thể khoảng đâu đó tầm hơn củ. Uncle Noir thì đâu đó tầm một củ thôi. Còn với Maison Martin thì cũng tầm dưới 2 củ. Terre phiên bản Parfum thì nó cũng chắc là khoảng tầm hơn 2 củ một tí. Còn với Quýt thì chắc tôi nghĩ bây giờ các bạn mua cái phiên bản 16 này, hoặc là kể cả phiên bản trước đây là phiên bản 100ml, nó phải tầm 5 củ, nó không hề rẻ một xíu nào. Nhưng mà thực sự đây là những cái mùi hương mà nếu như là mùa thu
thì chắc chắn các bạn cần phải thử qua những em nó. Và đến những cái shop nào mà họ có tất cả những sản phẩm này thì hãy thử đi xem thế nào nha, rồi quay lại đây feedback. Còn nếu như mà bạn đã thử qua rồi thì rất là mong bạn có thể chia sẻ cảm nhận ở bên dưới. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong Lít Nước Hoa mùa đông năm nay, cả nam lẫn nữ, và sẽ có vô vàn cái tên thú vị. Bye bye.